So với quan tài hỏa táng phổ thông, quan tài hỏa táng loại trung có giá cao hơn, đi cùng kích thước, chiều dài 2m05, chiều rộng 76cm và chiều cao 90cm, mang đến một sản phẩm to lớn, oai nghi, trang trọng cho người thân của gia đình Tang Quyến trong thời gian Hoàng Linh Cửu. Mẫu quan tài này cũng được làm từ gỗ nhân tạo MDF, phủ một lớp lamin trắng cao cấp bên ngoài. Các chi tiết được chao chuốt kỹ càng và tinh xảo hơn, mang đến một sản phẩm chất lượng, đẹp mắt. Và hơn nữa, với ưu điểm nhẹ, dễ cháy, giá thành không quá cao, nên được rất nhiều gia đình cân nhắc và lựa chọn. Nhìn vào các chi tiết bên ngoài, phù điêu thánh giá và thiên thần chắp cánh cũng được đưa vào trong sản phẩm này. Ở giữa được trang trí bữa tiệc ly. Phía trên nắp quan tài được thiết kế dàn kép hai nắp, đóng mở riêng biệt độc đáo, làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho sản phẩm mà gia đình lựa chọn. Bên trong sản phẩm này được trang bị lớp kính mica với mục đích nhìn ngắm thi hài người thân hoặc chờ thân nhân từ xa chưa về kịp. Lớp nhung được làm từ chất liệu vải cao cấp, lót từ phía trong quan tài sẽ làm cho gia đình an tâm và hài lòng về sản phẩm. Ngoài sản phẩm quan tài màu trắng hai nắp như gia đình đang xem, chúng tôi còn có màu nâu đỏ và vàng giả gỗ tự nhiên, mang đến nhiều sự lựa chọn khác dành cho người thân của gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào để được tư vấn tận tâm. Và cuối cùng, thay mặt đội ngũ Martino, xin chân thành cảm ơn gia đình đã xem và quan tâm đến dịch vụ tang lễ của chúng tôi.